Hôm nay trước ban thờ đôi tân hôn đến trao lời ước ân tình. Ánh đèn sáng đèn lung linh, hương thơm ngát cánh hoa tươi xinh. Hai người hiệp lời nguyện cầu cho tình mình được đẹp màu thật bền lâu. Xin Chúa chứng nhận và khứng ban muôn hồng ân. Từ đây là người nam sẽ bỏ cha mẹ mình để nên một cùng người yêu trong hồng ân Thiên Chúa. Hôm nay trước ban thờ đôi tân hôn đến trao lời ước ân tình. Ánh nến sáng nền lung linh, hương thơm ngát cánh hoa tươi xinh. Hai người hiệp lời nguyện cầu cho tình mình được đẹp màu thật bền lâu. Xin Chúa chứng nhận và khứng ban muôn hồng ân. Nguyện hai lòng hiệp vui dắt dìu nhau trọn đời, ngày vui hoặc ngày thương đau, mong tình yêu luôn mới. Nàng hiền ngoan suốt đời yêu thương chồng, cùng chồng đoàn con thêm đông, gia đình luôn vui sống trong hồng ân Chúa. Hôm nay trước ban thờ đôi tân hôn đến trao lời ước ân tình. Ánh nến sáng nền lung linh, hương thơm ngát cánh hoa tươi xinh. Hai người hiệp lời nguyện cầu cho tình mình được đẹp màu thật bền lâu. Xin Chúa chứng nhận và khứng ban muôn hồng ân. Ánh nến sáng nền lung linh, hương thơm ngát cánh hoa tươi xinh. Hai người hiệp lời nguyện cầu cho tình mình được đẹp màu thật bền lâu. Xin Chúa chứng nhận và khứng ban muôn hồng ơi. Ngài say thăm em của cuộc đời,
Ngài chung vui với người vui, Ngài ban ơn thiêng nối tình người, Ngài thánh hoa đời lứa đôi. Nguyện xin Giê-xu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giê-xu đến trong nhà cho đời hòa tiếng. Chờ trăng lên nương tay võng đón lời ru hời, Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con. Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha. Ngài 30 năm sống thuận hòa và thấy nghĩa tình thiên. Nguyện xin Giê-xu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giê-xu đến trong nhà cho đời hòa tiếng. Con đường mến yêu, dù khi ăn vui lúc ngậm ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi. Niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió giúp thuyền nước trôi. Ngày xưa khi mây nở trời cao. Yeah.
Lạy Chúa, khi ta dựng loài người có nam có nữ, Chúa đã
xin cho họ được trở tình bè nghĩa với nhau, biết bảo đọc lòng yêu thương mọi người để làm chứng cho tình yêu vô biên của Chúa. Chúng con cầu xin nhà Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiện lên với Chúa thánh thần đến muôn của muôn đời. Chúa là Thiên Chúa phán: con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ cả tương xứng với nó. Đức Chúa là Thiên Chúa, người đã làm ra mọc ra phú chim trời và sẽ đến với con người, xem con người gặp chúng là gì, cái con người là một sinh vật là gì thì tên nó sẽ là gì. Con người đã tên cho mọc sinh vật là chim trời làm ra phú. Nếu con người không tìm được cho mình một chỗ đá tương xứng, Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mới ở sống trên con người, và con người biết đi rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra và đã thịt thế vào. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra làm thành một người đàn bà và sẽ đến với con người. Con người nói: cái này đây là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi, nàng sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút từ đàn ông ra. Cụ thể người đàn ông thì là cha mẹ và gắn bó với người vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Đó là lời Chúa. Ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì
đó là lời Chúa. Ta lập thành một gia đình, và từ nay
cả hai sẽ trở nên một xương một thịt. Và từ gì Thiên Chúa đã phối hợp thì loài người không được phân ly. Vì lý do ấy mà hôm nay hai bà đưa nhau tới nhà thờ để nguyện xin Thiên Chúa đóng ấn chúc lành cho tình yêu của hai bà mãi mãi bền lâu, chung thủy với nhau, gắn bó với nhau trong tình nghĩa vợ chồng, để làm nên một gia đình hạnh phúc có Thiên Chúa hiện diện đóng ấn chúc lành gìn giữ và đồng hành trên mọi nẻo đường lợi. Vì thế trong điều ước Ngôn Sứ Hosea đã sử dụng hình ảnh tuyệt đẹp của vợ chồng thương yêu nhau để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Còn trong Tân Ước thì Thánh Phaolô đã xem thấy tình yêu của Chúa Kitô dành cho giáo hội là hy sinh cả tính mạng mình cho giáo hội. Vì thế vợ chồng cũng được mời gọi hãy hy sinh cho nhau, vì nhau, tôn trọng với nhau suốt đời chứ không phải răng bữa nửa tháng. Do đó Thiên Chúa dùng nghi thức hôn nhân để thánh hóa tình yêu của lứa đôi, để làm sao cho tình yêu ấy trở nên phong phú và bền vững. Và có lẽ chỉ những ai sống ơn gọi hôn nhân và gia đình của mình thì mới hiểu được mầu nhiệm tuy một mà lại là hai, tuy hai mà lại là một. Và thi sĩ Tản Đà vẫn thường nói qua hai câu thơ là mình với ta tuy hai là một, ta với mình tuy một mà hai. Và khi cả hai trở nên một thì giống như một cộng đoàn yêu thương nhau, phản ánh lên tình yêu của Thiên Chúa, một Chúa như là ba ngôi. Như thế Thiên Chúa mời gọi tất cả những ai sống vào hôn nhân và gia đình sẽ phản chiếu tình yêu ấy, là phản chiếu tình yêu ấy để chứng tỏ ơn cứu độ, lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc sống bác ái, yêu thương như Chúa Giê-xu đã yêu thương, hy sinh cho chúng ta và vì ta. Tôi xin chúng ta ý thức được điều ấy để sống trong ơn gọi hôn nhân và gia đình của mình biết chung thủy, chung tín với nhau cho đến trọn đời. Anh chị đến nhà thờ để tình yêu của anh chị được Thiên Chúa đóng ấn trước mặt đài diện hội thánh và cộng đồng. Thật vậy, Chúa Kitô rộng rãi chúc phúc cho tình yêu này và Chúa dùng bí tích đặc biệt để làm cho anh chị được phong phú và kiên cường, để anh chị luôn luôn trung tín với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, cũng như chính người đã dùng thép lửa rồi để thánh hiến anh chị. Bởi đó trước mặt hội thánh, tôi hỏi ý kiến anh chị. Anh Phêrô Nguyễn Đình Quân và chị Anna Đỗ Thị Phương, anh chị có tự do và thật lòng đến đây chứ không bị ép buộc để kết hôn với nhau không? Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và kính trọng nhau suốt đời không? Anh chị có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và hội thánh không? Vậy bởi vì anh chị đã quyết định kết hôn, anh chị hãy cầm tay nhau nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và hội thánh người.
Xin Thiên Chúa chúc phúc cho những chiếc nhẫn này mà hai người trao cho nhau để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành. Yeah.
anh chị hay cầu thế lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận thi lễ bởi tay Cha để ba cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ý cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho Oh.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa các dòng thánh hoàn cầu để truyền ban hội thánh trao được nghe cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Hoàng Soan Maria, Đức Giáo Hoàng Phụ Án Văn chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống này và mọi người. Đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân và quyền của chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trong năm Đức Trinh Nữ, cả thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Tôn lạy Chúa kêu thế và theo thế thương người dân, chúng ta dâng nguyện tin
đều trở nên những nhân chứng đích thực của Chúa Kitô trước mặt mọi người. Và khi đã trải qua tuổi thọ an nhàn, họ được về thiên quốc cùng các thánh hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đang nói với các tông đồ rằng: Thầy đề tài bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoán thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và yên trên muôn đời. Thank you.
ban rồi giáo ân sủng để họ sống hòa thuận trong cùng một tình bạn ai. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính thưa cộng đoàn, sáng mai chúng ta còn có lễ sáng. Xin Thiên Chúa là Cha hàng hiếu, xin gìn giữ anh chị luôn hòa thuận yêu thương nhau. Xin Đức Kitô ban cho anh chị được bình an và cho gia đình hàng yên vui đầm ấm. Amen. Chúc cho anh chị được bạn hữu mến thương giúp đỡ và sống hòa hợp với mọi người. Amen. Chúc anh chị trở thành nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa giữa thế gian, luôn dòng lòng đón tiếp người khổ đau nghèo đói để ngày sau chính họ sẽ đền ơn và mời đón anh chị em vào nhà Cha trên trời. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Để sau cho anh chị em đi bình an. Bạn đường sống như bạn đời, xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nông nàn có thương yêu nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ, Chúa cho con bạn đường sống như bạn đời, xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đầu, mãi mãi cho anh mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu. You're always on my mind, days are the time, you're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene.
cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dề quý. Chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ, cô thấy có con lợn quay. Xôi đầy mâm, câu đầy buồn. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới. Trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi. Em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Anh ơi, người tình tôi ơi. Em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Chuyện chúng mình cũng tính. Mèn đát ơi, cô dâu quá trời dễ thương mà chú rể cũng đẹp trai. Phải chi tôi được làm chú rể? Chàng vô duyên. Ý thôi, tới dự đám cưới chứ. Đi đi. Ủa, mà đám cưới này mình có quen không vậy? Người ta có mời mình không cả? Kệ, không mời cũng tới dự. Trước lạ sao quen, chắp trước cái đã. Nghe xôn xao xóm trên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vườn. Kỳ màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lòng mới. Vô vàng lăng xăng chú quay phim màu, có cô thì làm nghiêm, có cô thì cười duyên. Ôi xôn ghê có ban nhạc ca rước dâu về nhà. Bà con lối xóm rú nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu. Kìa đôi quyến ương xinh đôi vừa lứa nét son môi cười. Mái tóc bạc phơ và nheo mắt tăm tắt ngời khen. Mây thổ được xem chiếc áo thời trang chen áo. Em ơi em có chi mà buồn so, khi ra viên tới phiên cái tụi mình. Còn chờ đôi bên mai mối đưa tình đến hôn ngày cưới. Kìa kìa em xem áo xanh đỏ vàng nè, có ô dù che nó nghiêng bài thơ. Đông xa như bướm bay vườn qua thước tha vào nhà. Vui ơi vui, vui quá là vui. Trời ơi vui, vui thiệt là vui. Trời ơi anh Bảy, anh làm gì mà đám cưới tụi nhỏ mà anh rên dữ vậy anh Bảy? Tôi vừa rên nào để tôi thấy tụi nhỏ đám cưới vui quá, tôi định cài rồi đó. Ông mà màng ơi, đám cưới lớn quá vậy chắc tối nay cô dâu chú rể mệt dữ nè. Anh sao kỳ quá vậy? Tụi nhỏ nó lo nó đãi bàn tiếp đãi khách khứa nó mệt chứ có gì đâu. Tôi sợ mệt rồi đó, mỏi. Nghe xôn xao sống trên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vườn. Kỳ màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lòng mới. Vô vàng lăng xăng chú quay phim màu, cô thì làm nhịp ý, có cô thì cười duyên. Coi xong ghê có ban nhạc ca rước dâu về nhà. Bà con lối xóm rú nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu. Kỳ đôi quyến ương xinh đôi vừa lứa nét son môi cười. Mái tóc bạc phơ cụ già nheo mắt tắt tắt ngời khen. Mới thổ được xem khi cáo thầu trang kèm áo cưới ngày xưa. Em ơi em có chi mà buồn so, khi ra viên tới phiên cái tụi mình. Còn chờ đôi bên mai mối đưa tình đến hôn ngày cưới.
áo xanh đỏ vàng nè, có ô dù che, nó nghiêng bài thơ trong xa như muốn bay vườn qua thước tha vào nhà. Lũ bạn trai tinh nghịch đùa dai, câu bông đùa hồng đôi má nàng dâu, nhớ nghe em đêm nay mới là đêm, là đêm đầu. Chim có tổ, xuôi có con người cũng có tổ tiên ơi, con người cũng có tổ tiên. Ai làm người không sinh ra, công cha ngày đêm vất vả, nhớ nghĩa mẹ như nước chảy ra ngược, trong nguồn nước đã chảy ra. Lạy Chúa là Thượng Đế muôn loài, Chúa bậc tổ tiên. Chúa cũng có thể là hôm nay được nghe lễ thật tốt, hai bên gia đình, hai bên họ thì lễ tổ chức lễ thắp hương cho hai cháu. Qua khoảng thời gian dài, hai cháu có tìm hiểu và yêu thương nhau. Thì tôi hôn nhân ngày hôm nay cho phép con thay mặt họ gia gái xin được cảm ơn sự tiếp đón rất chu đáo, nồng nhiệt của bên họ các trai. Và cho phép tôi xin được chúc sức khỏe tới tất cả hồi hôn, một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành đạt. Cho phép tôi chúc cho các cháu có một cuộc sống hạnh phúc, vui tươi, giàu có. Chị hết. Tôi xin tỏ với lời lời đầu tiên xin đại diện họ nhà trai xin có lời kính chúc các bạn, tất cả các cụ công các bà cùng cô dì chú bác anh em nội ngoại ba bên bố bè của hai bên gia đình cùng các vị khách quý và bạn bè thân yêu của hai cháu, lời kính chúc sức khỏe là lời chào trân trọng nhất. Kính thưa tất cả các cụ công các bà cùng toàn thể một hôm trải qua một thời gian dài, hai cháu thân và thương quan hệ tình hiểu đã đi đến con đường hạnh phúc, được sự đồng ý của hai bên gia đình cùng hai họ, được ý nguyện của tôi cho phép hôm nay ngày mùng tháng mốt hai bên gia đình cùng hai họ tổ chức lành lễ thành hôn cho hai cháu. Đến giờ phút này có mặt đông đủ của tất cả các cụ ông cụ bà, các ông bà cô tình chú bác anh em lầu ngoài ba bên bốn bề của hai bên gia đình chứng kiến giây phút hạnh phúc của hai cháu.
xin có ý kiến tất cả các cụ, các ông, các bà, với tuổi trẻ, các cháu mới trưởng thành, nay bước vào đời, cuộc đời còn nhiều bỡ ngỡ, bước vào cuộc sống mới, với lòng mong muốn của gia đình họ nhà trai, cũng xin có lời như thế là hai bên gia đình với trách nhiệm của con cháu là hết lòng vì con vì cháu, bảo ban các cháu, cho các cháu nên người trở thành dâu hiền để thảo. Và cuối cùng cũng không biết nói gì hơn hết, một lần nữa xin kính chúc sức khỏe của các cụ ông bà, các ông bà cùng các vị khách quý, bạn bè thân hữu của hai cháu, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và phải nói là lời phát biểu của hai bác Thơm Như Mật Kiêu Hoa, Thơm Như Hương Lúa tỏ ra các môn trường. Và lúc này đây thì xin chào kính mời hai bác sẽ cùng bắt tay kết tình không tệ, cùng chúc mừng gia đình hôm nào của chúng ta mãi về trận. Khi chưa là để quý vị khách quý thân mến, ta người có tổ có tông, như nơi có mồi như sông có nguồn, nơi có mồi mới nở cành xanh lá, nước có nguồn quý bể đặt sông sâu. Xin chào kính mời chú rể và cô dâu sẽ cùng tiến vào phía nhà trong và làm lễ bái tổ tiên. Chim có tổ, suối có nguồn, con người cũng có tổ tiên ơi, con người cũng có tổ tiên. Ai làm người không sinh ra, công cha ngày đêm vất vả, nhớ nghĩa mẹ như nước chảy ra ngược, trong nguồn nước đã chảy ra. Lạy Chúa là Thượng Đế muôn loài, Chúa bậc tổ tiên chúng sâm panh cũng là một thứ không thể thiếu trong những buổi lễ thành hôn tuyệt vời nhất của đời mình. Và lúc này đây thì xin mời chú rể và cô dâu, hai em sẽ cùng tiến về phía bên tay trái của khán đài hạnh phúc và cùng cắt lên những tầng bánh mật ngọt yêu thương trước sự dự kiến của toàn thể quý vị ngày hôm nay. Xin mời. Bánh cưới có khắc ghi ngày tháng mà chú rể và cô dâu đã khắc ghi. Và với tầng bánh thứ nhất là tầng bánh mà chú rể và cô dâu muốn nói lời cảm ơn tới ông bà cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục chú rể và cô dâu để có cuộc sống như ngày hôm nay. Và tầng bánh thứ hai, tầng bánh mạnh lên, hay quá. Và tầng bánh thứ hai là tầng bánh mà chú rể và cô dâu tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới quý ông của bà, cô dì chú bác cùng toàn thể các bạn thanh niên nam nữ đã bớt chút thời gian vào ngọc của mình để cùng về tham dự buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Và tầng bánh thứ ba là tầng bánh mà chú rể và cô dâu cắt lên những tầng bánh mật ngọt yêu thương. Và cô dâu, quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc phúc cho đôi lứa ạ. Vỗ tay to lên là quý vị ơi. Chú rể và cô dâu tươi quá.
quá, như là bắt được vàng em nhỉ. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, và ngày hôm nay thì chúng em chẳng xin quý vị bằng vàng, chỉ xin quý vị một tràng vỗ tay thay cho tiếng pháo giòn giã để chúc phúc cho đôi lứa đâu ạ. Và xin mời chú rể và cô dâu, hai em sẽ cùng tiến về chiếc tháp đi tình yêu và cùng xót lên những chai mật ngọt yêu thương của đời mình ạ. Xin chào, kính mời. Và kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, và trước khi đến với lễ thành hôn của mình thì chú rể Đình Huân có tâm sự với Ngọc Khuê rằng là: chị ơi, em đi tham dự 501 đám cưới để xem là công lực của các chú rể mạnh đến cỡ nào, và ngày hôm nay quý vị hãy chờ xem công lực của chú rể Đình Huân mạnh đến cỡ nào quý vị nhá. Em hãy lắc thật mạnh, dạ vâng. Sóc mạnh vào. Sóc ạ, à. Anh này anh bảo sóc. Xin mời chú rể Đình Huân sẽ cùng vặn dạ. Anh vặn khóa ra rồi. Đó. Được biết là anh mới rất là tuyệt vời yêu thương luôn. Quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng nào. Xin mời chú rể và cô dâu, hai em sẽ cùng rót trà ly yêu thương hạnh phúc. Và thật đúng là rượu hồng đào anh thắt chặt tình em. Nếu em là chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Say rượu, say bia rồi say tình muôn thuở vẫn còn say. Một tràng vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị để cùng chúc phúc. Và một chai chưa đủ đông đầy, rót thêm chai nữa đông đầy yêu thương. Xin mời chú rể sẽ cùng bật chai sâm panh thứ hai ạ. Chú rể đi tây có khác đúng không ạ? Lắc cũng rất là chuyên nghiệp luôn. Dạ vâng. Xin mời các nhiếp ảnh gia, chúng ta hãy cùng ghi lại những bức hình tuyệt vời nhất dành tặng cho chú rể và cô dâu trong buổi lễ thành hôn đấy không? Quá tuyệt vời luôn. Xin mời anh em. Các bạn. Chú rể và cô dâu sẽ cùng rót lên vào những chiếc ly này để một lát nữa thôi. Chú rể và cô dâu sẽ cùng kính lên những ly rượu hiếu rượu tình, kính lên cha mẹ. Rất là cẩn thận luôn. Và vâng, xin mời hai em cùng tay trong tay rót trà ly yêu thương hạnh phúc ạ. Quá, dạ vâng. Và tiếp tục xin mời hai em sẽ cùng tiếp tục rót trà ly yêu thương hạnh phúc. Và kính thưa toàn thể quý vị, những dòng rượu màu hồng đang róc rách chảy kia tựa như dòng sông luôn luôn chảy tiếp cho đến bến bờ hạnh phúc. Và quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc phúc cho đôi lứa nào quý vị ơi. Và xin mời trở lại sân khấu, đó chính là song thân phụ mẫu của chú rể Đình Huân. Trân trọng kính mời ông bà sẽ cùng lên sân khấu và cùng nhấp tràn kén ra bôi cùng với các con yêu của mình trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay. Trân trọng kính mời ông bà. Những giây phút tuyệt vời nhất của các con yêu của mình trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay. Trân trọng kính mời ông bà. Xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu. Và quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng cho đại gia đình yêu thương ạ. Xin mời hai em sẽ cùng nâng ly rượu của mình lên ạ. Dạ vâng. Xin mời chú rể và cô dâu, hai em hãy hướng mặt vào nhau và cùng hát bên nhau uống tràn ly yêu thương hạnh phúc. Và xin mời đôi bạn trẻ của 30 năm về trước, cũng đôi trẻ này cũng hát hót tay nhau phẩm ra bôi ạ. Xin chào kính mời đôi bạn trẻ của 30 năm về trước ạ. Dạ vâng. Xin được kính mời ạ. Hay quá. Chân trọng cảm ơn ông bà rất là nhiều. Xin được chân trọng kính mời ông bà tiếp tục về phía bàn tiệc và cùng tham dự buổi lễ thành hôn của các con yêu của mình ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đó là những giây phút, những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của đời người mà chú rể Đình Huân và cô dâu Thu Phương đã được sự chứng kiến của toàn thể quý vị ngày hôm nay. Và trước khi đến với cái phần mà ly rượu này này, mấy cái anh chân gỗ anh bảo là: chị ơi,
Ngày hôm nay thì trung tâm tổ chức sự kiện của anh Quang Liêm có treo trên đầu cô dâu chú rể ba chữ rất là to. Đố quý vị biết đó là ba chữ gì? Xin mời quý vị hãy cùng giơ tay. À, em này giỏi quá. Xin mời em sẽ trả lời. Xin mời ạ. Con à? Con trả lời à? Quý vị ơi, ngày hôm nay thì trung tâm tổ chức sự kiện Quang Liêm là một trong những trung tâm tổ chức sự kiện hàng đầu trên quê hương Quốc Oai, có về với quê hương Liên Hiệp của chúng ta ngày hôm nay có treo trên đầu cô dâu và chú rể ba chữ rất là to. Xin đố toàn thể quý vị, đó là ba chữ gì ạ? À? Xin mời em. Ôi trời ơi, con nhà ai mà thông minh vậy ta? Chuẩn xác, chính xác 100%. Đó chính là ba chữ lễ thành hôn. Và cô dâu và chú rể, lễ thì cũng lễ rồi, mà thành thì cũng thành rồi. Còn thiếu một chữ gì thôi à? Ôi trời, mấy em này tinh quá. Còn thiếu chữ chưa? Dạ rồi, nhưng đông thế này run lắm. Dạ rồi, được biết là chú rể đính hôn của chúng ta mới đáp chuyến bay Vietnam Airlines về Việt Nam cách đây khoảng 2 tuần, đúng không ạ? Về với người vợ yêu của mình rất là xinh xắn rồi. Nhưng mà không biết là 2 tuần đó thì hai bạn chắc chắn là sẽ ở bên nhau, ngày nào ở bên nhau rồi. Nhưng không biết là đếm được bao nhiêu nụ hôn, nhưng chỉ có 2 người thôi, đúng không ạ? Và ngày hôm nay chú rể và cô dâu, hai em sẽ hôn nhau. Chúc sự chứng kiến của toàn thể quý vị đang hiện diện tại hôm nay. Đó, gì của Vũ mạnh chưa? Rất là tuyệt vời, yêu thương luôn. Dạ vâng, xin mời chú rể và cô dâu, hai em hãy hướng mặt vào nhau ạ. Và hai em hôn rồi thì biết thế hôn rồi đúng không? Dạ chưa. Chưa biết thế hôn là như thế nào. Xin được hỏi anh đi nước nào ạ? Nước... nước nào ạ? Nhật Bản nên là không giống Hàn Quốc. Dạ vâng. Thế chứng tỏ là không hôn rồi nhưng mà lại chưa biết thế hôn. Vậy thì em xin phép được hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Xin mời chú rể. Chú rể hãy lựa chọn điểm nào mềm nhất của cô dâu thì chú rể đặt tay lên. Xin mời em. Chú rể, cô dâu hãy lựa chọn điểm nào cứng nhất của chú rể thì cô dâu hãy đặt tay lên ạ. Dạ vâng, đó chính là bờ vai vững chắc mà chú rể sẽ là người che chở cho cô dâu cả cuộc đời này ạ. Và nhưng mà như thế tay như này thì chưa lãng mạn một tí gì, chưa giống phim Hàn Quốc đúng không ạ? Như này chưa được, nó phải giống phim Hàn Quốc chuẩn rồi, đó, hay quá. Và sau khi ban tổ chức đếm 3, 2, 1 thì rất là mong toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng hô vang câu chúc mừng hạnh phúc được không ạ? Được không ạ? Dạ vâng ạ, hay quá. Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Cô dâu chú rể đã sẵn sàng chưa ạ? Rồi ạ, dạ vâng, rất tuyệt vời luôn. Quý vị ơi, 3, 2, 1, chúc mừng hai cô! Xin mời, dứt nhạc thì mới thôi. Anh Lương mới dứt nhạc thì mới thôi ạ. Và tôi như đang bay, giấc mơ sao giữ tay trong tay, những yêu thương nồng say khi bên nhau. Và tiếp theo toàn thể quý vị khách quý thân mến, đó là những giây phút ngọt ngào yêu thương mà chú rể và cô dâu đã trao cho nhau trước sự dự kiến của toàn thể quý vị ngày hôm nay. Và nụ hôn nồng nàn ấy cũng đã khép lại chương trình buổi lễ thành hôn chúc phúc chúc lộc cho đôi lứa, và thay lời cho gia đình cũng đã đỡ lời cho chú rể và cô dâu ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn quý cô bà, cô dì chú bác cùng toàn thể các bạn thanh niên nam nữ đã bớt chút thời gian vào ngọc của mình để cùng về tham dự buổi lễ thành hôn chúc phúc chúc lộc cho đôi lứa ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn và cảm ơn toàn thể quý vị. Xin mời anh em sẽ cùng ra phía ngoài và mời chồng. Lời trái tim
thân yêu dấu. Tặng đó hoa hồng ngát hương, giữ tình yêu chung vui với mọi người. Lòng bồi hồi sao thương nhớ ngày đầu tình yêu bơ ngơ, giấc mơ hồng để một ngày tình kết trái, nhịp rộn ràng tim say đắm với tình yêu. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau trong cuộc sống. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau suốt đời. Tonight.
some things you just don't question. Like in your eyes, I see my future in an instant. And there it goes.